Cuộc đời sẽ không bao giờ có lần thứ hai như thế này nữa. Tiến Linh lấy quốc kỳ lau nước mắt. Cuộc đời sẽ không có lần thứ hai như này. Ngay sau khi cùng đội tuyển U23 Việt Nam giành chiến thắng ở trận đấu chung kết bóng đá nam SEA Games 31, tiền đạo Tiến Linh đã không kìm nén cảm xúc và những giọt nước mắt hạnh phúc. Tiền đạo sinh năm 1997 vừa khóc vừa chia sẻ đây là dấu mốc đặc biệt, quan trọng trong cuộc đời cầu thủ của mình. Ngày 22 tháng 5, Tiến Linh và những đồng đội đã làm nên lịch sử với tấm huy chương vàng SEA Games ngay trên quê hương. Đây là thành tích ấn tượng nhất của bóng đá Việt Nam trong vòng 1 năm trở lại. Dư vị chiến thắng còn đặc biệt hơn khi vượt qua U23 Thái Lan ở chung kết. Còn nhớ 19 năm trước, Việt Nam thất bại trước chính người Thái ở chung kết bóng đá nam SEA Games trên sân nhà. Trong niềm hạnh phúc, Tiến Linh không quên gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ đã không ngại cơn mưa nặng hạt tới sân Mỹ Đình cổ vũ cho U23 Việt Nam. U23 Việt Nam giành tấm huy chương vàng SEA Games 31 đầy thuyết phục sau khi không thủng lưới bàn nào sau 6 trận đấu kể từ vòng bảng, qua đó trở thành đội bóng đầu tiên ở Đông Nam Á làm được điều này. Ở trận đấu cuối cùng gặp đối thủ mạnh nhất, đoàn quân áo đỏ sao vàng đã chơi tự tin, hiệu quả để giành chiến thắng chung cuộc.